Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn, và bây giờ chúng ta cùng đến với ngay màn hình game thôi. Round thi đấu Pistol trong round thi đấu đầu tiên giữa Navi cùng Vitality. Sipo đã có được bảo của Soxy rồi. Bom đã đạt thành công và lợi thế đang nghiêng về các thành viên của Navi, nhưng Zaiu rất nhanh chóng anh ta vả mồm được siêu sao bên phía của Datus Vincer. 4 vết 4 Boomix yếu máu. Cơ hội bây giờ chia đều cả hai khi mà Apex cùng với APK là những người có kit để có thể retake được trong tình huống này. Quả C4 được đặt khá đẹp và Perfecto có mặt Misuta đinh được đầu rồi. APK có mặt Apex của bạn Nguyễn Electric, nhưng Perfecto đã có được cái mặt của APK 1v2, còn lại đó là vị trí của Apex chó điên mà thôi. Bây giờ sẽ hơi khó để Apex có thể thực hiện một tính clutch, nhưng bây giờ thì hết time rồi, mặc dù trong side có kit và trên người của Apex cũng vậy. Và bây giờ thì Apex sẽ đi xếp cho mình cái kit này mà thôi. 600 đồng đã giữ được ở trong round thứ vừa rồi, nhưng Pistol round thì đã thuộc về bên phía của team Natus Vincer. Ngày hôm qua thì Navi đã có một map thi đấu cuối cùng, map The Nook với team G2 Esports, phải nói là quá hoàn hảo, và hy vọng rằng họ sẽ tiếp nối cái phong độ đó ở ngày thi đấu hôm nay. Đúng vậy, cũng đầu lại xuôi là một, rồi một đầu team xuôi Pháp rồi. Nữa Đúng một rồi, team và Pháp hy nữa. Vọng đuổi sẽ lọt thôi. Lại là thêm một team Pháp nữa đối đầu với Navi ở map thi đấu The Nook này. Liệu Vitality họ có thể trả thù cho những người đồng đội của mình hay không đây? À, cho người cục đồng hương. Từ từ anh em ơi, anh em đang chat trên kênh bảo là không có tiếng, là tiếng gì đây? Chúng tôi vẫn đang nghe thấy tiếng game rất là to ở trong clean feed. Và tiếng void caster thì cũng phải là to không kém rồi. Đấy, anh em nào mà không nghe thấy tiếng thì chắc phải check lại về cái kết nối mạng rồi. Và quay trở lại với round thi đấu thôi. Đây là một round thi đấu fork bài của bên phía Vitality. Họ có hai khẩu MP9 và một khẩu SCAR. Cùng với đó là Zaiu cầm đi Eagle, Sốc cũng vậy. Bên phía của Navi, lượng trang bị của họ chắc chắn rồi, sẽ vượt trội rất nhiều Simple. Anh ta chủ động cầm một khẩu Deagle để có thể lên ốp ở trong round thi đấu tiếp theo. Và tăng vào khu bom xe A luôn rồi. APK lộ vị trí trên nóc tủ, nhưng mà tóc nhà những đó là một tình huống bắn hơi tồn tại của Mumix. Hơi nhầm, nóc tủ cũng đúng mà, Simple hạ gục điện dài ngu rồi. Và đây sẽ round thứ hai dành cho bên phía team Navi thôi. Một tình huống đánh mà có một người bài tờ từ khu vực outside vào là khá khó chịu. Một tình huống cũng có thể gọi là đây là một tình huống đánh split vào A của một người từ trong mái silo xuống. Nào và bây giờ thì Apex đang có những cái đường đặt tâm khá là dị biệt ở đây. Liệu rằng anh chàng này có thể đục một phát vào người của Flamey hay không? Và bây giờ thì va nhẹ vào người của Simple rồi. Nhưng có đám tay nhau mà lấy đi mạng được không? Liên tục là những tình huống spam đến từ Apex và bắn trọng thương luôn cả anh chàng Boomix. Nhưng đó là tất cả những gì mà anh chàng Apex làm được. 2-0 rồi. 2-0 dành cho Navi. Rất nhanh chóng thôi, họ đã tận dụng được cái lợi thế từ round thi đấu đầu tiên của mình và có cho mình round thi đấu tháng tiếp theo. Simple một tình huống cầm đi gồ vả rất hay, trả thù ngay cái tình huống vả mồm ở round thi đấu Pistol của Zaiu. Ngày hôm nay là một trận chung kết nên các thành viên của Vitality đang online cùng với nhau và không hiểu là Nivera đang ở đâu. Nivera bình thường là hay ngồi đằng sau lưng của Zaiu và APK. Đúng, chính xác. Có hôm còn ngồi sau lưng ở Soxy nữa. 2-0 để cho bên phía team Navi, và Vitality trong round thứ này họ đang eco. Navi thì vẫn đang ném một bài smoke ra khu vực outside. Đây sẽ một là một fake bài một lần đã, nhưng có lẽ như đây là tình huống fake outside đánh về A rồi. Vâng, hai lửa ném vào một bài A luôn. Ôi trời ơi, không còn một cái chỗ đứng nào của bên phía City với những quả lửa như thế này cả. APK thì anh ta cũng đã lộ vị trí khu vực tower rồi. Bom xe hoàn toàn clear, chiếm phần các đơn vị của Navi. Quả C4 sẽ đạt thành công. Flamey biết là ở ven có một người rồi, nhưng tôi nghĩ rằng các thành viên của Vita thì họ sẽ chỉ muốn cố gắng bắt chúng thôi. Flamey bị khẩu Scar bắn yếu rồi. Chính ra là cái số đam mà Apex gây ra với khẩu của Scar này cũng là khá cao đấy chứ. Khá nhiều. Sau ra thiếu vừa rồi thì liên tục lấy những tình huống bắn yếu của anh ta. Hiện thì Electric cũng ok đẹp quá. Misuta, anh ta có tình huống tò mò ở khu vực cuối và anh ta mất đi cái mạng của mình. Một quả nết mà trả vào cái khu vực của Electronic thì nó sẽ rất là đau đây này. Sipo có một giây hoặc được Boomix Perfecto. Anh ta cướp được cái mạng của APK và chỉ còn lại đó là Apex Zaiu mà thôi. Không còn Zaiu nữa rồi. Nó sẽ là round thứ 3 dành cho Navi thôi. Rất nhanh chóng. 3-0 dành cho Natus Vincer. Vâng, và tôi biết rằng Cutter thích cho mình là fan của Navi, thì liệu rằng em nghĩ sao về tỷ số của map thi đấu đầu tiên? Map thi đấu này có lẽ là nó sẽ căng thẳng hơn cái map thi đấu ngày hôm qua khi mà Navi thi đấu với G2. Vì thật sự thì trong đội hình của Vitality, những player của họ
ngoại trừ là cái vị trí của Nico thì nó khá là vượt trội cho đội hình của G2. Thì Vitality, những cái player của họ rất là cân bằng với nhau. Có thể nói là rất đều tay, ngoại trừ có một vị trí của Misuta thì hơi yếu một chút thôi. Không sao cả, nó vẫn sẽ là một map thi đấu rất là căng thẳng và sẽ khoảng là 16-13 dành cho hai người Na'Vi. Ok, 16-13 chúng ta cùng chờ xem nào. Vâng, Misuta dẫm qua lửa. Còn đó là 23 máu, quyết định hơi quyên sinh một chút đến từ vị trí của Misuta. Vâng, liệu rằng với một tình huống mà mất đến hơn 60 máu như thế này thì liệu có giúp cho Vitality có được mạng hay không đây? Và bây giờ thì round thi đấu này các thành viên của team Na'Vi họ đang chỉ là những tình huống muốn kê thôi. Nhưng mà họ có một quả ốp trên tay của anh chàng Simple. Nhưng vừa rồi thì Rebecca đẩy lobby, tôi nghĩ rằng hơi sai sách. Rebecca đã bị hạ gục rồi. Và bây giờ thì Boomix đang muốn di chuyển rộng ngoài áo xài. Rất nhiều flash để cho Boomix di chuyển. Và có vẻ như Boomix đã phát hiện ra được vị trí dài gù rồi. Và bây giờ thì top 1 HLTV đối đầu với top 1 in-game leader của khung CS. Liệu rằng ai sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này đây? Dài gù của Boomix sẽ căn cái tham mình. Nhưng mà ở một góc khác của bản đồ thì Electronic hạ gục đi Misuta ở khu Secret rồi. 4v3, Na'Vi hoàn toàn có thể vào A nha. Chính xác hơn là Electronic anh ta còn chưa nằm xuống. Đây một tình huống 5v3, bây giờ thì còn 5v2 mà thôi. Simple đã lên tiếng, Boomix vả được cái đầu của Dài U. Top 1 HLTV thua anh chàng béo của Na'Vi trong tình huống đấu súng. Và Soxy cũng chỉ đổi đi được mạng của Boomix mà thôi. Đã lộ vị trí ở ngoài khu vực outside rồi. Và bây giờ Simple kéo ra. Liệu rằng tôi chưa kịp nói hết câu thì Simple đã hoàn thành cho mình cái mạng thứ hai với khẩu ọp rồi. Tôi đang định nói rằng Soxy, player có khả năng clutch kinh nhất ở cái hệ mặt trời này, liệu rằng có làm được gì không? Và vừa rồi Simple trả lời luôn không. No. Chạy đầu con sầu, cầm ốp ra bắn ngay một phát một người, mất đi cái mạng của Soxy. Đó là round thứ tư dành cho Na'Vi. Lượng tiền của Vitality bây giờ thì họ đã rất yếu và khả năng là sẽ là 5-0 thôi. Vừa nãy anh em phải nói là top 1 player của năm 2019 lại nói nhầm là top 1 HLTV. Thôi chết rồi, HLTV của năm nào thì mình chưa nói anh ạ. Đúng. Mình phải nói là 2019. Đúng. Chứ còn bên kia người ta cũng có một top 1 nhưng mà của năm 2018. Đúng. 4-0 dành cho bên phía team Na'Vi rồi. Và bây giờ trong round tiếp theo, Vitality họ đang có một round thi đấu Echo. Trong round thi đấu này tôi đang chưa thấy cái phần thắng đầu đến từ bên phía của team Vita. Một round thi đấu mà họ chỉ có một khẩu Scout, cùng với đó là một khẩu MP9 mà rồi. Những khẩu lục còn lại nó sẽ là những khẩu súng rất khó để có thể phát huy tác dụng trong round thi đấu này. Tuy nhiên thì cơ hội cũng không phải là đã hết dành cho Vitality. Nếu như Apex có thể làm một điều gì đó thần kỳ với khẩu Scout thì sao? Chưa biết trước được. Soxy là player đang cầm khẩu MP9 và anh ta đang kẹt ở khu vực B-RAM. Khó rồi. Quả C4 đã đạt thành công. 5v5. Cơ hội dành cho các thành viên của Na'Vi cao hơn. Nhưng Flamey thì anh ta bị bắn yếu bằng khẩu Scout rồi. Apex từ nãy giờ bắn yếu rất nhiều nha. Nhưng mà chỉ là bắn yếu thôi chứ chưa phải là bắn có mạng. Perfecto vừa rồi hạ gục điện RPK thành công rồi. Electronic bắt điện Zygu trong một tình huống mà Zygu muốn xuống khúc ven. Sẽ là khó dành cho vị trí của Zygu rồi. Khi mà đã có người kê trước đến như vậy, Perfecto có cho mình double kill. Và ở giải thi đấu này thì cái anh chàng Observer bắt kill nó hơi trượt. Tại nhiều lúc anh em mình theo sát chưa để luận ra được nhanh. Đúng vậy, Boomix thì có nốt được cái mạng của Misuta rồi. Còn một mình Soxy thôi. Cố gắng giữ lại cho mình khẩu MP9 này. Bọc nổ chết luôn, không giữ được khẩu LMG trong tay. Không sao cả, ra thì nó sao sẽ là một round thi đấu full bài dành cho Vitality mà thôi. Nhưng nó đã là 5-0 cho Na'Vi rồi. Cần phải làm một điều gì đó để hạ nhiệt của các thành viên Na'Vi đi. Hạ nhiệt, có khi của họ đứng ra đi. Nóng cân đi. 5-0 dành cho bên phía team Na'Vi rồi. Và bây giờ thì Vitality sẽ có một round thi full bài. Zygu không bắn ọp mà người bắn ọp lại là vị trí của Soxy nè. Và bây giờ thì khẩu ọp của Soxy sẽ bắn ở đi đâu đây? Vâng, Soxy đang di ọp về ramp. Na'Vi thì họ vẫn di chuyển khu vực outside một cách rất là thoải mái từ 5 round thi đấu vừa rồi. Và bây giờ thì vị trí của Electronic vừa ăn spam khá đầu, hai khẩu M4 spam ra khu outside khiến cho Electronic chỉ còn đó 5 HP. Và bây giờ thì tham minh di chuyển qua đến từ Na'Vi là hay nha. Không có thông tin ở khu A-Long nhưng Vitality họ không điều một ai xuống B cả. Họ vẫn để cho Soxy giữ lại RAM nha. Simple sẽ là người kê lại ở khu vực Secret. Phòng cái tường tình huống các thành viên của Vitality họ sẽ đẩy xuống khu vực này và đánh về bombside B. Bombside B bây giờ có lẽ là các thành viên của Na'Vi đã có thông tin là nó clear rồi. Quả C4 này sẽ đặt vào thôi.
Chắc chắn là bom sẽ được đặt thành công ở khung bom sai B đến từ Na'Vi. Và bây giờ là một bom đặt kín. Nhưng mặc dù có bom này đặt kín thì nhưng mà cửa to vẫn nhìn thấy thông tin nào. Và quả nết được ném vào cái hốc ven là khá đau. Hốc ram thì đúng hơn. Misuta trước vừa rồi cũng đã kịp kết thúc đi vị trí Flamey. Bây giờ là tình huống 5v4 retake. Bom sai B đến từ Vita. Liệu rằng họ có retake đấy không đây? Bumix bây giờ thì ta bị kẹt ở giữa khu vén rồi. Nhưng lát tôi đến từ Bumix với khẩu MP, với khẩu Mark 10 trong tay. Apex đổi một, Simple có mạng. Với Victor có mạng Soxy sau khi mà Soxy hạ của Simple. Và chỉ còn lại một mình Apex mà rồi. Apex đã lộ một rồ tiếng động ở khu hầm B rồi. Và bây giờ thì Apex chọn một quyết định đơn giản hơn, đó là đi xếp súng. Perfecto và Electronic sẽ bảo toàn được những cái khẩu M4 này không đây? Đây rồi. Về được cái góc phòng radio đó thì sẽ là xếp được thành công 6-0 dành cho bên phía team Na'Vi. Có vẻ như là sự hưng phấn từ Mark Thiếu Núc ngày hôm qua của Na'Vi nó vẫn còn dư âm đến ngày hôm nay. Vẫn còn tiếp diễn. Và chính ra nhá, 6 round thiếu đầu tiên chiến thắng đến từ bên phía team Na'Vi thì ngoài chiến thuật ra thì Na'Vi có một cái rất hay, đó chính là họ đang đi cùng rất sát nhau để đổi mạng. Đúng vậy. Tình huống đổi mạng phải gọi là tốc độ cực kỳ cao đến từ bên phía team Na'Vi. Cái hướng di chuyển của Na'Vi hiện tại là đang làm cho các thành viên của Vitality thật sự là gặp rất nhiều khó khăn khi mà họ không thể nào bắt bài được là Na'Vi họ sẽ di chuyển về đâu. Và rotate thì nó không thể nào mà có lợi bằng cái việc là các thành viên của Na'Vi họ thủ trong sai và giả ra bắn nhau cùng một lúc được cả. Chắc chắn là như vậy. Và cái tỷ số hiện tại thì đang thể hiện rõ được cái bộ mặt của hai team ở trong trận đầu tiên này. 6-0 dành cho Na'Vi. Na'Vi pick núp không phải là ngẫu nhiên. Họ đã luyện tập cái ma thiếu núp này khá nhiều từ cái giai đoạn đầu năm khi mà Achalit vẫn còn là những người bắn vô cùng tuyệt vời ở cái ma thiếu đồ núp này. Và bây giờ thì lại làm tình huống ném bài vào khu bom xe A nhanh đến từ bên phía team Na'Vi. Nhưng đây là một tình huống mà Vitality họ đã đang tổ chức bắt bài ở B nha, khu B Ram. Bị đục B quá nhiều quá thì bây giờ chuyển về bắt bài ở B. Và quả C4 bây giờ đang được giữ trên A. Đục là khá hay đến từ Apex đấy. Apex bây giờ thì mất mạng rồi. Bắn được thêm một chút máu của Flamey nữa. Vẫn là lợi thế hơn người dành cho các thành viên của Na'Vi. Khẩu súng to nhất thì đã rơi rồi. Nhưng có RBK kế thừa rồi. Lê Thanh, liệu rằng có ít nhất là một mạng khỏi M4 này không đây? B Ram đẩy nhưng Perfecto đây là một góc kê đẹp. Ôi, nhưng một cái timing lại hơi trượt một chút đến từ Perfecto. Nhưng không sao, có Flamey ở đây. Đẩy tiếp đi nào, đẩy tiếp đi. Vâng, không đẩy nữa rồi. Lùi về đến từ bên phía Vitality và bắt bài ở B. Đây là cái vết đục vừa rồi mà Apex đã đục cho chúng ta xem. Một tình huống đục từ dưới mini lên. Và người nhảy ở khúc silo vừa rồi không ngờ tới. Sao đây? Hơi đen từ RBK. Khi mà trên tay của anh chàng này chỉ là một khẩu M4 mà thôi. Chiếm được bom xe A rồi. Chắc chắn là quả C4 sẽ đạt thành công trong tình huống này. Và các thành viên của Vitality, tôi nghĩ là họ nên xếp súng ở trong round thi đấu này thôi. Xếp những khẩu Deagle và có một cái giáp 1 ở trên người Misuta. Nó cũng là một cái lượng kinh tế gì đó nó đáng để giữ lại đấy chứ. Round thi đấu này thì gần như sẽ là 7 dành cho Na'Vi rồi. Vâng, xin phép anh em chúng tôi sẽ điểm qua lại lượt ban pick dành cho những anh em nào mới vào xem. Từ từ đã, Zygu kết thúc đi được vị trí của Electronic rồi. Lỡ ngơ round này Na'Vi lại có thể để thua đây này. Nào bây giờ thì Cam Minh Doxy bắn yếu đi vị trí Flamey rồi. 3v2, hai người của Na'Vi yếu máu. Đặt tay của mình hiện tình huống clutch hay không đây? Không, như thế này là đi xếp súng rồi. Hai khẩu rifle này thì rất đáng để giữ lại trong round thi đấu tiếp theo. Bây giờ thì tôi xin phép anh em mà sẽ điểm lại cái lượt bàn pick. Na'Vi ban Vertigo, đây là map auto bàn. Vitality bỏ map thiếu đi trên, hợp lý thôi. Na'Vi pick núp và City Side thuộc về Vitality. Team Vitality pick đất 2, Na'Vi chọn City ở map thiếu thứ 2. Map thứ 3 là Oman được chọn về Na'Vi. Vitality City. Map thi đấu thứ 4 đó, Vitality pick Inferno và Na'Vi bắn bên phía City xa. Nếu cần đến map thi đấu thứ 5 thì nó sẽ là map Pirate và sẽ có chém ra để chọn xa. Na'Vi sau này cũng rất tự tin ở pick map thi đấu Overpass nha. Mặc dù là cái win rate của họ ở map thi đấu này nó không phải là cao lắm. Tuy nhiên thì đấy, chúng ta nhìn thấy họ đây, anh sẽ trả lời thay cho. Phải đã làm gì rồi thì mới dám chọn. Chắc chắn là như vậy. 7-0 dành cho bên phía team Na'Vi. Và đây sẽ là một trận thiếu chung kết bo 5 nha các bạn ơi. Liệu nó sẽ là một trận chung kết dài hơi hay là một team nào đó sẽ kết thúc nhanh đây? Chưa thể biết trước được điều gì. Simple anh ta bị cấu đi một chút máu rồi, không sao cả. Player cầm ốp mất đi chút máu này không có vấn đề gì.
Nhưng bây giờ thì Bumix bị spam, chỉ còn cho mình đó là 5 HP mà thôi. Đó là một góc solo chỏm đầu. Quả nết trả ra. Lần này Bumix đã chạy xuống rồi, rất may mắn. Mặc dù anh chàng này là hơi xồ xề về mặt thân hình, nhưng mà thân thủ thì vẫn cứ là phi phạm. 5v5, Zygu đang quyết định make play, đẩy khu vực ra. Và bây giờ thì Zygu hạ gục đi Flamey rồi. Liệu rằng đó có phải là một tín hiệu đột phá hay không đây? Và bây giờ thì Apex, một góc kê rất hẹp, nhưng bây giờ thì Apex nhìn thấy một người rồi. Đó là một tình huống nhìn thấy anh chàng Perfecto. Có một mạng dành cho Apex rồi. Và Soxy hạ gục địa vị trước Bumix. Na'Vi họ quyết định đẩy hai người đi biter ở outside, nhưng mà hai ông này thì đã chết rồi. Chỉ còn lại đó là vị trí của Sipol của Electronic mà thôi. 2v5 rất khó trong tình huống này. Vị trí của đó, vị trí của Soxy bây giờ đang khá đẹp. Soxy sẽ là người kê ra khu vực outside ở từ khu vực trên tower. Bây giờ thì nhìn thấy vị trí của Apex còn một máu chết thì cũng dễ hiểu thôi, nhưng Soxy đổi mạng Electronic rồi. Simple cố gắng giữ lại khẩu ốp này hay không đây? Tôi muốn pick người hay không? Tôi nghĩ rằng sẽ là như vậy, nhưng với những tình huống bật tâm như vừa rồi thì Zygu từ Secret lên hoàn toàn có thể nghe thấy. Và bây giờ rồi lại còn khẳng định mình luôn ở Gara. Zygu đặt tâm như này là có vẻ như biết rồi. Vẫn bắn rất cẩn thận nha. Pop một quả flat ra để đồng đội pick ra hay chăng? Đây rồi, muốn đẩy vào để bắt đi các bạn của Sipo rồi. Chưa ai thấy cả Sipo bắn trượt cái bóng bắt đi cầu xuống của mình. May quá là không nhặt được khẩu ốp của Sipo. Không 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 em ạ, Zygu vừa rồi chết nhưng mà không được cộng tiền. Nhưng vấn đề là Sipo có đến 13.000 tiền. Đúng. Cũng không quan trọng. May là cái thời gian đấy nó cận kề quá và Sipo mất đi khẩu ốp thì không ai bên phía của Vitality có thể nhặt lại được cả. Và đó là round thắng đầu tiên dành cho Vitality. Nhưng bắn bên phía City sai và bây giờ mới có một round thi đấu chiến thắng. Và thậm chí là Na'Vi còn vẫn có cơ hội để thắng những round thi đấu tiếp theo, thì đổi sang bên phía T-side nó sẽ hơi khó chơi. Giải quyết được việc của Vitality. 7-1 dành cho bên phía của team Na'Vi. Và lượng tiền còn lại đến từ bên phía team Na'Vi, mặc dù để thua trong round thi đấu vừa rồi, với lượng tiền này thì tôi phải bảo luôn là vẫn đủ đến full buy đến hết cả cái lượt first half cơ. Nếu như họ không thua liên tục. Chính xác. Nếu như họ không thua liên tục. Sự đến với 7 round thi đấu chiến thắng liên tục và giữ lại được rất nhiều súng thì cái lượng kinh tế của Na'Vi bây giờ nó rất là ổn định rồi. Còn bên phía của Vitality, mặc dù họ đã có được round chiến thắng đầu tiên, nhưng đây vẫn sẽ là một round thi đấu khá là quan trọng, vì lượng kinh tế của họ tích lại cũng không phải là một lượng kinh tế nó quá là dồi dào bên phía City. Và bây giờ thì round thi đấu này Na'Vi họ đang hầu khá đông vào trong cục lobby nha. Có một người sẽ quấy outside, đó là một chiếc Electronic. Có một quả smoke để che đi mini rồi. Nhưng đây sẽ là một tình huống muốn xuống ram đến từ bên phía của team Na'Vi. Nhưng mà ở rang lại có sự xuất hiện của Zygu cơ. Nào Zygu, đây là một góc kê rất hẹp đến từ vị trí của Zygu. Nhưng góc của Zygu là đẹp hơn góc của Sipo có thể bắn được. Nhưng ai sẽ là người chiến thắng đây? Soxy, anh ta đang đối mặt với đó là vị trí của Electronic. Hai người đang kê rất trì ở khu vực A-Long. Muốn búp flat và đẩy vào khu vực ram rồi. Nhưng liệu các thành viên của Na'Vi có muốn đẩy luôn hay không đây? Như thế này, di chuyển thế này là muốn sổ ra để bắt đi các bạn của Zygu đây. Nhưng mà Zygu đây là lần đầu tiên mà Zygu mới dùng góc đứng này. Rất có thể Zygu sẽ có ít nhất là một mạng. Và bây giờ thì Zygu đúng là như vậy rồi. Trước đó Soxy còn bắt được Electronic. Simple đổi mạng là nhanh, đưa tình huống về là 3v4 dành cho bên phía team Na'Vi. Bom đang xuống khu vực bom sai B, nhưng Mizuta đã bách về cái khúc cửa nhỏ này rồi. Di chuyển đội hình là rất nhanh đến từ bên phía của team Vitality. Thời gian chỉ có đó là 35 giây mà thôi. Na'Vi họ hoàn toàn có thể đảo hướng lên A từ khúc Heaven, nhưng không làm điều đó rồi. Họ đang muốn xuống B. Trong bom sai B có hai người đã đợi sẵn. Đây là cái khoảng thời gian yêu thích của Na'Vi để đánh bom xa. Và liệu họ có thể tận dụng được cái khoảng thời gian cận kề này không đây? Nếu như Soxy mất đi thì cái vị trí của Mizuta sẽ rất khó chơi trong cái tình huống này. Một quả smoker và Soxy có bằng của Flamey rồi. Quả C4 đã rơi. Thời gian chỉ còn 13 giây mà thôi. Apex đẩy xuống. Apex có bằng Simple và Bumix. Anh ta được đánh bom thành công, nhưng không thể giữ quả bom này, chắc chắn là như vậy rồi. Và đó là 27 dành cho các viên của Vitality. 27 dành cho Vitality. Một tình huống di chuyển Wing là cực kỳ hợp lý. Và chưa kể là nó lại còn được búp thêm sức mạnh bởi quả smoke khu vực radio lỗi nữa cơ. Hơi trơ trề một chút đến từ Na'Vi. Họ đã bị hại bởi chính quả smoke của mình. Rất đáng tiếc, một cái khe rất to để vị trí của Soxy có thể nhìn thấy. Đây, khe này hơn cả là khe ấy nữa. Khe ấy.
là khe ấy đúng không? Đúng, đúng, đúng khe ấy, khe ấy đấy. Đấy là khe ấy, ok, tôi em biết khe ấy rồi. Nói thế thôi. Rồi. Thế nhá. 27 dành cho bên phía Vitality. Và trong round tiếp theo thì Na'Vi vẫn có thể bài được. Và thậm chí là kể cả thua round thi đấu này thì họ vẫn mua được round thi đấu tiếp theo nữa cơ. Mua được nhiều round thi đấu nữa. Với những cái tình huống mà cứ đặt được C4 như thế này thì lượng kinh tế của Na'Vi nó sẽ rất khó để có thể yếu đi trong round thi đấu tiếp theo. Thế bây giờ thì muốn chạy nhanh khu vực nhà vàng rồi. Suxi, anh ta đẩy khu vực ra và có được vào một Lemmy. Đẩy vào khu vực bóng xài bắn nhau thế này là không hay rồi. Perfecto làm đôi. Apex có bạn Perfecto 2v3. Có được bóng hay không đây? Zayu có bạn Electronic. Và người sống cũng là Sipo. Không thể đặt quả C4. Nó là round thắng thứ 3 dành cho các viên của Vitality. Round thứ 3 dành cho Vitality. Một round thi đấu mà tình huống đẩy của Suxi nó đã phá đi cái bài của Na'Vi nha. Na'Vi vừa rồi là muốn đánh một bài full vào khu bom xài A. Tôi đáng tiếc đẩy xuống lại. Mặc dù là đã đổ đến 2 rồi, cũng rất xuất sắc rồi. Nhưng mà pha spam vào đến từ Apex cũng phải gọi là đành đá quá. Và Zayu cầm ốp đứng ở khu vực ven, giữ vào khu vực trong bom xài, nó là quá tuyệt vời. Vừa rồi trên màn hình của chúng ta thì đã nhìn thấy anh chàng Nivera rồi đó. Không hiểu rằng trong trận đấu con năm này thì Nivera có được trao cơ hội hay không đây. Zayu, những tình huống si tâm ngày hôm nay bắn đến từ Zayu luôn luôn có sự chuẩn xác cực cao. Và cả Zayu cả Sipo đang thể hiện một cái phong độ rất tốt trong trận thi đấu này. Liệu ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đối đầu rất đáng mong chờ này đây? 3-7 rồi. Và đây là một round thi đấu key round dành cho thành viên của Na'Vi khi lượng tiểu bắt đầu yếu đi. Nhìn thấy một người trên nóc silo rồi. Suxi chỉ còn một máu mà thôi. Có vẻ như đó là tiếng wave dam đến từ Sipo. 5v4 dành cho bên phía Vitality. Và bây giờ thì Na'Vi họ sẽ đánh đi đâu đây? Còn tôi nghĩ rằng sẽ lại là một tình huống ném bài A nữa đến từ bên phía team Na'Vi. Đúng là như vậy rồi, 1 phút họ ra cũng bom xài A luôn. RPK lại chín trong sai. Nhưng mà ở khu vực này thì Mizuta vừa chết team ở Apex rồi. RPK yếu máu nhưng vẫn kịp đổi một Simpo bắt điên vị trí Apex. Na'Vi đang muốn đổi hướng. Và bây giờ nào APK sẽ tiếp tục đấu súng. Simpo là người đầu tiên phải chết dưới cái họng súng của APK. Đánh vào khu vực bom xe hạt, Bumix bỏ lên trên tower nhưng bị Suxi vả mồm. Perfecto có mạng APK 1v1, có sự không chính xác là 1v2, xử lý hay không? Sút dao ra là một cái timing vô cùng sai lầm của Perfecto. Không, đó không, là... không, vừa nãy là phải làm thế rồi, phải làm để thế. Để chạy cho nhanh. Đúng rồi, phải làm thế để chạy cho nhanh khi mà Suxi là player trước thì lại là bắn ở RAM. Nhưng mà vấn đề là khi mà đã có thông tin ở Heaven rồi thì là Perfecto đã biết là khu bom xe B và khu để là RAM clear. Nhưng ai ngờ là Suxi di chuyển nhanh quá. Nhanh quá. Nhanh quá. Thần thủ phi phạm. Lăng ba vi bộ từ tower xuống khu vực B-Ram rất nhanh. Chúng tôi không ngờ đến điều đó, rút dao chạy thì bị Suxi bắn chết luôn. 4-7 giờ trong Vitality rồi. Họ đang có một cái màn comeback hơi nhẹ nhẹ. Từ việc bị dẫn 7-0. Bây giờ họ đã comeback 4 round thì nó liên tiếp và lượng kinh tế của họ bây giờ khá là ổn định rồi. Trong khi đó thì Na'Vi bắt đầu có dấu hiệu của yếu về mặt kinh tế. Flamey 1-3-5. Ồ, bây giờ mới để ý nha. Flamey 1 mạng. Nhưng Mizuta bên kia cũng không kém cạnh. 2-1-7 với 1-3-5 thì cũng dưa dứa cả. Half-bye rồi. Half-bye đến từ cái thay của Na'Vi. Không, full-bye luôn. Đây là full-bye luôn. Mua luôn đến từ cái thay của Na'Vi. Vẫn đủ tiền để lên cho mình một khẩu AK. Nhưng mà anh chàng này nó không làm thế. Và vậy là bài này là Na'Vi sẽ định đánh nhanh rồi. Na'Vi sẽ định đánh nhanh rồi. Với hai khẩu súng Tech 9 không đánh nhanh thì nó lại hơi phí. Mà đánh chậm thì nó lại gọi là sai sách. Đúng vậy. Và bây giờ thì là một round thi đấu bên phía team Na'Vi. Họ ném 3 quả smoke ra khu vực outside nhưng tôi nghĩ rằng họ đang muốn đánh một hướng khác. Có vẻ như đây là một tình huống muốn đánh vào A hoặc di chuyển ở RAM. Suxi chuyển lại khẩu ốp ra cho vị trí của Zayu rồi. Anh ta sẽ cầm khẩu AK và kê lại khu vực B RAM này. Lửa bắt đầu được trả ra để clear đi khu vực trong bom sai A. Quả smoke trả ra là chính xác để dẫn đi quả lửa. Khu vực ở trong bom sai vẫn đang là rất an toàn cho các thành viên của Vitality. Na'Vi đang muốn xuống RAM rồi. Và bây giờ thì vị trí ở RAM đang là một góc đứng khá hay đến từ vị trí Suxi nha. Liệu rằng Suxi sẽ đổi được mấy trong RAM với cái góc đứng này đây. Nào bây giờ Suxi biết đối phương muốn đi RAM. Nhưng Suxi nằm xuống rồi. Zayu dẫm quả lửa này và chỉ còn đó là 28 máu mà thôi. Đã bom đang di chuyển xuống B và trong bom xe B thì Apex đang đứng một góc rất là khó. Vẫn kịp đổi một.
Nhưng boom bích vừa rồi đổi mạng lại nhanh. RPK vì người Battery đi bắt đi, nhưng Electronic ở cũng hầm đi lại hạ không kịp. Chúng ta double kill dành cho Electronic và bây giờ còn dài khu ư. Nhưng tôi cũng xin phép nói luôn là không còn gội nữa rồi. Cầm một khẩu ốp với 28 HP, retake 1 vs 3, cơ hội dành cho EU gần như là không còn. Và chắc chắn rồi, anh ta sẽ xếp lại khẩu súng đắt tiền này thôi. 8-4 dành cho Natus Vincer. Có vẻ như sau tầm 4 round thi đấu choạch choạc thì Na'Vi lại trở lại cái quỹ đạo chiến thắng của mình rồi. Đúng vậy, họ đã tìm ra được cái chìa khóa để bẻ gãy đội hình của Vitality. Nhưng trong 4 round thi đấu chiến thắng thì Vitality cũng đã tích cho mình được một lượng tiền vừa đủ. Họ vẫn có thể full buy được. Đó sau vẫn sẽ là một round thi đấu full buy được thôi. Zaiu cùng với Soxy cũng sẽ là những người có thể drop ra trong trận đấu của mình. 8-4. Và cái map thi đấu này Na'Vi vẫn đang là những người chiếm thế thượng phong. Đang có khoảng cách khá là an toàn bên phía T-Sa. Và nếu như kết thúc cái lượt thi đấu first half với một cái khoảng cách nó có lợi đâu đó khoảng 5 đến 6 round chẳng hạn, thì sang bên phía CSA Na'Vi sẽ rất thoải mái mà thôi. Chính xác. Tám bốn rồi, đây vẫn sẽ là một round thiếu full bài và Vitality họ sử dụng tactic 2 ôm trong round thi đấu này. Soxy cùng với Zayu sẽ là những người cầm những khẩu súng ngắm. Zayu đang muốn đẩy cục ở khu vực ram rồi. Nhưng và mà đối đầu với thằng Perfecto. Perfecto, trời ơi, một Perfecto được một vị trí đẹp hơn nhưng mà không thể đổi mạng dành cho vị trí của anh chàng Boomix. Và ở trong khu vực hát cũng vậy cơ. Và bây giờ thì Zippo vừa rồi vẫn nhá một nhịp rất là chắc cú nha. Rất cẩn thận đến từ vị trí của Zippo. Nhấp nhả khá là khó chịu. Đội hình của Na'Vi bây giờ thì vẫn đang dàn trải ra. Electronic đang bỏ cuộc áo xài, Misuta yếu máu rồi. Và Electronic đã bỏ được vào trong vùng mini. Chưa ai biết anh ta ở đây đâu nha, vì quả smoke này nó vẫn đang che tầm nhìn các thành viên bên phía của Vitality. Và bây giờ thì Electronic, bây giờ thì Electronic nhìn thấy rồi. Electronic không để có mạng thứ hai, khi đó tình huống đổi mạng tốt đến từ người trong bom. Daigu di chuyển về backup cho RBK rồi. Mỗi người ở trong vùng bom xe A có một mạng, nhưng Simpo lại đang lỉnh xuống bom xe B cơ. Đưa tình huống về là 1 vs 3 rồi. Và bây giờ thì Simpo liệu rằng có thể có một tiếng clutch ở đây không đây? Ôi, vẫn có một nhà trách ở người RAM kìa. Simpo đã đặt thành công bom rồi, đã biết được là có người ở RAM. Simpo là một. Hai thành viên còn lại của Vitality có Zayu rất yếu máu nha. Một viên AK rồi. Và Zayu, anh ta không biết được cái vị trí của Simple đâu cả. Anh ta đã phải nằm xuống. Bây giờ chỉ còn là 1 vs 1 thôi. Clutch 1 vs 3 ư. Nào, siêu sao người Ukraine có thể làm được tình huống này hay không đây? Anh ta có lợi thế là quả bóng đã được đặt khá là đẹp rồi đó nha. Nhưng tiếng mở cửa đóng cửa này rất là khó chịu và sốc gì. Clutch 1 vs 3 thành công đến từ vị trí của Sipo. Và đó là 9-4 dành cho Natus Vincer. Mặc dù đã đưa về một cái tình huống 3 vs 1 rất lợi thế cho Vitality rồi, thế nhưng cả 3 player của bên phía ong vàng không thể làm gì với Sipo cả. Một tình huống thủ khu bom xe A và gọi là cực kỳ xuất sắc đến từ RBK rồi. Chưa kể là có thêm một tình huống cover như thế này nữa đến từ Zaigu. Nhưng Sipo, anh chàng này đã xóa tan đi cái tình huống đó của bộ đôi bom xe A của bên phía Vitality bằng một tiếng clutch 1 vs 3. Phải nói rằng tình huống này quá bản lĩnh đến từ Simple. Mở cửa ra đích luôn một phát vào đầu của Soxy. Làm thế nào bây giờ, trách ai bây giờ đây? Không phải là Vitality bắn kém, mà đó là Simple bắn hay quá. Chắc chắn là như vậy rồi, không thể nào trách các thành viên của Vitality trong round thi đấu vừa rồi được. Trách là Simple vừa rồi bắn quá kinh. Đúng vậy, một tình huống xuất thần. Làm 4 và clutch 1 vs 3. Chịu rồi. Có khi vừa rồi cho thêm 2 người nữa Simple vẫn làm được. Thế thì lại là clutch 1 vs 5 luôn, A luôn. Nó quá tuyệt vời. Nhưng không sao cả, Vitality vẫn sẽ có được tiền để có thể mua ở trong round tiếp theo. Cơ hội là vẫn có, nếu như tỷ số là 6-9 thì hoàn toàn có thể comeback được trong lượt thi đấu second half một cách dễ dàng. Nhưng cái đà này thì tôi đang nghĩ rằng tỷ số sẽ là tầm 11-4 dành cho bên phía của Simple và những người bạn. Bây giờ phải gọi là như thế thôi, sau tình huống vừa rồi. Thì muốn căn tham minh spam là khá dẻo ở cái khúc RAM này. Hiện tại thì vẫn sẽ giữ được RAM mà thôi. Vâng, Electronic check góc lại khúc A-Long cực kỳ kỹ càng. Mặc dù Na'Vi họ ở trong round thiếu này thì lại không có một tình huống trả đồ nào ra cái khúc outside cả. Có lẽ là họ đang muốn giữ đồ để có thể công vào trong bom sai. Một quả smoke trả ra để có thể che được khu vực Gara rồi. Không, đó là quả smoke che đi khu vực mini.
Đây là một bài Navi là muốn fake di chuyển rộng ngoài outside rồi. Bò, đây là một bài bò. Chính xác, chính xác. Bây giờ thì các thành viên của Navi thì Electronic đã có mạng đầu tiên rồi, đó là mạng của Zygu. Navi lại muốn công xuống bom sai bể, nhưng mà Apex vừa kết thúc đi Electronic rồi. Người Biter đã hạ gục, xong thì đổi một không thể đổi hai, hình như đó là tiếng nhảy bắn đến Simple thì phải. Rất nhiều highlight được tạo ra từ Simple, nhưng bây giờ tình huống vẫn chỉ là 3v3 mà thôi. Cơ hội là còn nguyên dành cho cả hai team. AVK anh ta nhặt được một khẩu súng thiết lộ tiếng, và đó là một mạng Simple. Simple chỉ đổi được một mà thôi. Apex yêu máu, vị trí Perfecto của Flamey bây giờ là đẹp hơn các thành viên bên phía Vitality rất nhiều. Bây phải giờ check Perfecto rất nhiều góc thì chỉ cần trốn thôi, và đúng là nhờ như là Tiết Trường Minh nói, City Side phải check quá nhiều góc và Perfecto hạ gục đi Bisuta. Apex biết được một người ở đâu rồi đấy, biết thêm cả người thứ hai, nhưng ngày hôm nay ở bên phía T-Side thì Navi đang bắn quá là bay. Round thứ 10 dành cho Navi rồi. Đã rất cố gắng bên phía của Vitality rồi, họ đã đưa về một tình huống đó là 2v2. Thế nhưng mà vị trí của Navi thì nó lại đẹp quá. Những cái tình huống đáng sợ. APK anh ta nhặt được khẩu súng và đổi được người ở Ravi thì có phải là dễ dàng để retake về hay không? Nhưng hơi tiếc một chút là cái vị trí của Simple ấy làm cái mạng quá nhanh chóng. Rồi chân của Simple chạm đất rồi em ạ. Chạm đất, chân của Simple đã chạm đất. Nhưng nó vẫn là một tình huống rất bất ngờ. Chính xác. Đó là 14 dành cho Navi. Round thi đấu cuối cùng, một round thi đấu rất quan trọng cho Vitality. Họ có 3 khẩu MP9, 1 khẩu M4. Liệu khẩu M4 trong tay Apex có thể làm điều gì đó khác biệt trong round thi đấu này hay không đây? 5-10 thì cơ hội vẫn còn. Bây giờ Misuta đổi một, không tôi có mạng Misuta làm đôi. Misuta không thể làm 3 khi mà Simple kết thúc cái mạng của anh ta. Soxy đang đẩy, và liệu Simple có biết điều này không? 3v3 phải cẩn thận hơn. Nhưng bây giờ thì Apex đang để cho Bumix di chuyển cực kỳ thoải mái. Ở cái khu vực chân Heaven này, Bumix đã lỉnh đi vào được đến cái vị trí này là quá nhanh. Hoàn toàn Navi có thể xuống được bom CB nha. Nhưng mà vấn đề là có một khẩu SMG đang rất gần, đó là vị trí Soxy. Nhưng bây giờ thì Soxy bắt đi được một trong hai người đang ở vị trí lobby kia thì cũng sẽ là phiền hà nha. Ôi đây rồi, Zygu. Một tình huống mà Zygu đi xuống hỗ trợ cho khu bom CB là cực kỳ chuẩn đã mình. Và đó là một tình huống bắn vô cùng bình tĩnh đến từ vị trí của Zygu nha. Rút đi gồ ra, cắn đúng cái đầu và chỉ một viên mà thôi. Bây giờ bắt đầu bỏ bom xe A rồi. Trong bom xe A bây giờ đang là vị trí của Soxy. Anh ta muốn back về để có thể retake ở trong tình huống này. Chắc chắn sẽ phải là một tình huống chủ động retake mà thôi. Và có làm được không khi mà đây là lợi thế hơn người dành cho đặc biệt của Vitality. Và Vitality thì lại không có kit. Họ sẽ phải gặp áp lực ở mặt thời gian. Navi bây giờ thì họ đang muốn chọn những cái vị trí đẹp nhất dành cho mình. Nào bây giờ Apex đang tạo động rồi để cho những khẩu SMG có thể di chuyển. Soxy bắt đầu muốn đẩy vào từ khu nhà vàng rồi. Một quả flash trả ra trong bom sát của Electronic. Nhưng bây giờ thì Zygu đổi một. Simple có bạn và Zygu là người có double kill trong tình huống vừa rồi. Và triple kill trong round thi đấu vừa xong. 5-10 dành cho Vitality. Đó là tỷ số kết thúc lượt thi đấu first half. 15 round thi đấu đầu tiên và lợi thế đang even bên phía của Dartus Mixer. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong vòng 2 phút trước khi đến với cái lượt thi đấu tiếp theo, lượt thi đấu second half. We're too young.
this life it isn't long enough to feel my love for you is strong. I'm fighting you and I know. Vâng, chúng ta sẽ đến ngay với lượt thi đấu second half thôi. 10-5 đang là tỷ số sau lượt thi đấu first half. Và ai sẽ là người có được round thi đấu Piston này đây? Đổi sang bên phía City side, đó là Na'Vi và các thành viên Vitality. Bây giờ sẽ là những người bắn bên phía T side. Muốn comeback được thì phải thắng round Piston này. Còn nếu không thì trận thi đấu nó sẽ trượt dài khỏi tay các thành viên của Vitality. Bây giờ bắt đầu có những tình huống muốn đánh vào B rồi. Tràn ram đến các thành viên của Ong Vàng. Và trong B bây giờ đang là vị trí của Flammy. Cùng với đó là kẹp chéo vị trí của Electronic. Một người bên phía Vitality đã nằm xuống, đó là Mitsuta rồi. Hơn người cho Na'Vi. Nào, bắt đầu đẩy vào khu vực của Electronic đang đứng. Electronic vào mồm. Flammy có mạng của Zayu. 2v5. Soxy có mạng của Sipo. Nhưng bây giờ thì khó cho Vitality rồi. Lợi thế hơn người là quá rõ rệt dành cho đặc viên của Na'Vi. Và khả năng cao nó sẽ là 11-5 dành cho đặc viên của Natus Visor mà thôi. Soxy và APK bây giờ còn bị cấu máu nữa cơ. Khó rồi, quả C4 rơi trong bom sai giữa đường. Đây này thì nhặt làm sao được. Soxy bây giờ chỉ còn 17 HP. RBK đang đợi một tình huống first pick đến từ vị Soxy thì mới có thể làm ra được một điều gì đó. Nhưng bây giờ thì làm ra cái điều gì? Cái góc này là quá khó để xử lý dành cho bộ đội của Vitality. Và bây giờ thì Soxy, ôi trời ơi, RBK đang tìm kiếm một cái đầu nào đó ở đây. Và bây giờ thì đó là đầu dành Flammy. RBK chỉ tìm được cái đầu gối thôi. Và Flammy có double kill và hoàn thành cái quadra kill của mình. Một pistol round phải nói là hoàn hảo, gần như là hoàn hảo dành cho Na'Vi. Chỉ có một người phải nằm xuống bên phía con Na'Vi thôi. Và Flammy thì ra vừa rồi anh ta làm gần như là làm hết. 4 cái mồm dành cho vị trí của lửa tràn. King of Piston. Rõ ràng rồi. Bây giờ ở trên cái thế giới này cũng chả còn nhiều người bán Piston King. Và một người bán Piston King thì đó chính là Flammy. Đúng vậy. Bắn rất thay trong round Piston vừa rồi. Và đó là 11-5 dành cho đội của Na'Vi. Vitality bây giờ quẫn rồi. Bắt buộc phải bài đến từ bên phía của Vitality mà rồi. Đây sẽ là một bài Piston như thế nào đến từ bên phía của Vitality đây. Một bài ra A nhưng mà Perfecto từ trên cao nhìn xuống hai mạng rồi. Soxy chết chay nhưng Simple và Electronic đã hộ giá thành công. Round thứ 12 dành cho Na'Vi không gặp quá nhiều khó khăn. Đúng vậy, từ trên cao nhìn xuống hai end low không thấy ai cả. Chỉ thấy những cái mồm của Vitality phải rơi xuống thôi. Round thứ tiếp theo, chắc chắn rồi, Eco đến từ Vitality thì làm gì còn cơ hội nhỉ? Đúng rồi, và Eco thì tỷ số sẽ là bao nhiêu tít chờ mình nhỉ? 13 năm thôi chứ còn gì nữa. Và muốn làm gì thì phải làm trong round thi đấu sau. Khi mà đó là một round thi đấu full buy của Vitality, hãy nhìn lượng frag bên phía của Na'Vi và Vitality mà xem. Đó là một sự chênh lệch rất lớn. Tại sao Flammy với cả Boomix mới chỉ có 6 và 7 mạng nhỉ?
không cần chơi game anh ạ. Simple với cả Electronic Perfecto làm hết rồi. Bây giờ thì chúng mình nghĩ sao về việc Vitality sẽ ăn được 4 súng của Na'Vi? Thế thì nó là hơi vô địch. Thế nó là vô địch quá. Một round thi đấu Eco với chỉ những khẩu Glock và P250 thế này, một mình Soxy có khẩu Deagle mà bắt được bất kỳ khẩu súng nào bên phía của Na'Vi đã là một sự thành công rồi. Bắt được đâu đó khoảng 2 đến 3 khẩu súng đã là một cái điều gì đấy rất đáng khích lệ. Một mạng simple rất đơn giản mà thôi. Flamey cầm khẩu MP9 ở đây, anh ta chưa có được ai cả nhưng đã phần yếu được vị trí của APK. Zayu phải nằm xuống, một quả lửa trả ra rất hợp lý. Vị trí của Flamey đã nằm rồi. Misuta đổi một chứ cũng chỉ là một mạng mà thôi. Simple có mạng của Misuta. Simple, anh ta hoàn thành cho mình đó là một cái quadra kill cho round thi đấu vừa rồi. 13 nam dành cho Na'Vi. Đây là một round thi đấu gần như là chắc chắn là Vitality phải thắng thì họ mới có thể comeback được. Vâng, cảm ơn Caster Tinh Trường mình đã nói cho mọi người một cái điều mà ai cũng biết. Rõ ràng round này phải thắng thì mới nuôi cơ hội. Chứ bây giờ mà thua thì nó thành 16 năm à? Thua thì là match point luôn. Chuẩn luôn, và bây giờ thì Zygu bắn ỏm không giáp. Liệu rằng cái khẩu ọp này thì có thể mang đến cái hy vọng nào dành cho những chú ông vàng Vitality hay không đây? Na'Vi vẫn sức mạnh của SMG trên người của Boomix. Và bây giờ thì Simple đang vác off ngoài outside, sẽ đối đầu với anh chàng này, đó là vị trí của Zygu. Nhìn thấy rồi, tình huống vừa rồi là đã nhìn thấy cái đầu của Zygu dạt qua rồi. Simple anh ta sẽ có một góc kê rất đẹp ở đây thôi. Và Zygu nếu như anh ta tò mò ở đây thì hoàn toàn có khả năng phải nằm xuống này. Đang xin flash để có thể pick ra. Nhưng bỏ chạy, bỏ chạy là không hay một chút nào. Và cái vị trí anh ta đã lộ 2-3 giây cho Flammy. Quả C4 rơi, thêm một quả lửa trả ra. Soxy của Apex là người đổi mạng thành công. Nhưng bây giờ thì Simple ta có double kill rồi. Một mình vị trí của Apex. Mad Dog sẽ làm gì trong tình huống này đây? Bỏ qua smoke nó không phải là một tình huống khôn ngoan đâu. Trên người của Mad Dog là quả C4 và một khẩu AK, thêm đó là một quả smoke cùng với quả flash nữa. Nhưng mà Simple lại kê trước rồi, và đó là 3 mạng dành cho Simple. 14 năm dành cho bên phía team Na'Vi. Round thi đấu vừa rồi nó chỉ diễn ra trong khoảng có đó là gần 50 giây mà thôi. Nhanh quá. Tình huống mà Flamey đẩy vào trong cái khu vực gara và làm đôi. Ồ, oh. Không không, Flamey là đẩy vào lobby. À lobby, đẩy lobby, lobby, lobby. Đẩy vào lobby. Đây là cái tình huống nó nhanh quá, không nhìn được. Nhìn thấy đó là một tình huống mà Simple anh ta bắn rất cẩn thận nhá. Không giáp của Zygu nhưng vẫn bắn mồm vừa cho rồi, nó Zygu cho nó tin. Đã là gọi là chủ động biết được là Simple đứng ở đó. Nhưng mà Simple vừa rồi thì không bị giật mình bởi một nhanh tình huống tay hồi ra đến từ Zygu. Đúng là cuộc đối đầu của những player thuộc đẳng cấp cao. Apex đang bỏ, Apex đang bỏ chạy. Bây giờ thì một mạng cho Flamey, Zygu rất nhanh chóng đổi ngay lại cái mạng của Flamey mà thôi. 4v3 khi mà Electronic có thể được mạng của Apex. Sẽ bắn sâu thôi, bắn sâu đến từ thành viên của Na'Vi. Simple đổi được mạng của Soxy. Đây là round thi đấu all in của Vitality rồi. Nếu như họ thua thì họ sẽ thua luôn. Vì round thi đấu sau, lượng tiền họ không thể mua bất kỳ thứ gì cả. Perfecto có mạng của Zayu. APK đổi được một, nhưng lại là 1v3. 1v3 thì khó lắm. Cố gắng đặt bom thành công mà thôi. Nhưng có đặt được bom không mới là điều quan trọng đây này. APK sẽ đặt bom cho tình huống này thôi. Na'Vi họ đang chủ động để cho Rebecca đặt bom và sẽ đi cứu bom cùng với nhau. Và bây giờ thì Rebecca sẽ làm gì đây? 1v3. Vâng, Rebecca lộ vị trí và biết được một người ở khung cửa to. Nhưng mới chỉ là biết được một người mà thôi. Radio có người kìa. Đó chỉ là một tiếng hút đạn để cho pha kết thúc đến từ Electronic. Và round tiếp theo sẽ là 10 cái match point dành cho bên phía của team sinh ra để chiến thắng. 15 năm, 10 cái match point phải cứu. Ôi, cái con đường comeback sao mà nó xa đến vậy? Xa như cái cách mà em đi làm. Chính xác. Em đi anh làm. Anh đang định nói là tôi về nhà trong trận thi đấu này. Em với anh đi làm là xa, giống như kiểu là Vitality comeback ở trong trận thi đấu này. Chính em xác. Đi làm đúng 10 cây thì Vitality có đúng là 10 match point. Thế à? Đấy. Bây giờ anh em bảo tôi cắt một chiều lại cho Vitality đi. Ok. Tôi bảo là chịu, khó. Anh khó để em thử. Okay, anh để em thử. Em thử đi. Đây là một round thi đấu mà Vitality chắc chắn rồi, họ có 5 khẩu AK và cái lợi thế của họ sẽ là có khi mà khẩu ốp của Simple sẽ là một khẩu súng rất là khó để có thể cơ động ở trong round thi đấu này. Những tình huống giạt ra bắn nhau cùng nhau thì Vitality sẽ là những người có thể có được cái mạng của Simple thôi. Và đang bỏ khá hay qua khu vực A-Long để xuống khu vực Secret. Nhưng một tình huống spam vừa rồi, không sao cả, Zayu chỉ mất cho mình đó là 48 HP mà thôi, vẫn có thể bắn nhau trong tình huống tiếp theo. Vị trí của Boomix bây giờ không đẹp chút nào cả. Trên tay của Zayu là một khẩu AK 52 máu hay là 5 máu thì bắn một viên vào đầu cũng chết. Đúng vậy. Và bây giờ thì Boomix đã bị lộ vị trí rồi. Soxy đang muốn truy cùng giết tận anh chàng này. Nhưng mà vị trí của anh chàng Boomix đã di chuyển sang một góc khá hay. Vâng.
Zayu bây giờ thì anh ta đang kê lại khu vực secret chắc chắn rồi. Đây là một cái vị trí rất quan trọng để có thể đánh xuống bom site B. Perfecto cùng với đó là người đồng đội Electric đang giữ trong khu bom site A. Giữ đến 2A thế này mà các thành viên của Vitality đục vào cả 5 người thì là hơi khó đây này. Khu vực kẹp chéo đấy, đẹp thì đẹp thật đấy. Thì Perfecto có một bạn của Zayu, không sao cả. APK đổi 1, Perfecto làm đôi, bắt đầu đẩy vào, Perfecto làm 3. Flamey đổi vào Apex, bây giờ thì không cản được một chiều Vitality nữa rồi. Khi mà đó là 16 năm dành cho Na'Vi. Gặp Na'Vi ở map thi đấu núc có vẻ nó vẫn còn từ hôm qua đến hôm nay. Chính xác, và anh em có thể thấy không? Anh em đã yêu cầu chúng tôi là cắt một chiều dành cho Vitality đi. Tôi bảo khó rồi nhưng mà Teacher Minh vẫn là chiều. Để em thử chiều cho anh em xem, nhưng mà anh em thấy chưa? Na'Vi bắn kinh quá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với map thi đấu tiếp theo trong kèo thi đấu năm này. Đó chính là map thi đấu Dustside. Map thi đấu được chọn đến từ Vitality. Liệu rằng map thi đấu sân nhà của mình thì Vitality có thể cân bằng được tỷ số 1-1 trong trận thi đấu năm này hay không?